Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình đây. Hơn 4 tháng rồi mình không ra một video clip, cho nên hôm nay mình tiếp tục làm clip. Hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021. Em mình hiện tại đang tô màu, em mình tô rất là khéo. Hôm bữa em mình tô không được, giờ em mình tập dần dần là tô được đó các bạn. Đó, các bạn thấy em mình tô như thế nào? Khéo không? Nếu khéo thì các bạn mình luận comment bên dưới cho mình nha. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó, đây là một bạch tuyết đang xem nhà của bạch tuyết và bảy chú lùn. Các bạn có xem câu chuyện bạch tuyết và bảy chú lùn có? Các bạn có xem bạch tuyết và bảy chú lùn không? Nếu xem thì bình luận comment bên dưới cho mình nha. Em mình đang tô rất là đẹp. Cái váy của bạch tuyết thì màu đỏ, các bạn xem trong chị thì các bạn tùy theo màu các bạn yêu thích nhé. Còn em mình thích tô màu đỏ nhé, các bạn tưởng tượng ra cũng được, mình không ép buộc. Các bạn thấy đẹp không? Em mình tô hơi lên một chút, nhưng đến lớp 1 em mình tô rất là khéo vì em mình đã tập dần dần rồi nha. Ai mới nói vậy? Điểm, trời ơi. Để mình quay rõ cho các bạn xem, đây là cái váy màu đỏ các bạn thấy không? Còn cái tay của không phải cái tay của mình đâu nha, mà là cái tay của em mình đang tô đó. Cái này các bạn tôi chỉ mất 5 phút hoặc 10 phút thôi. Các bạn thấy đẹp không? À, mình nhìn là các bạn đã đoán được gì. Em mình tôi hơi lên một chút, nhưng mà nhìn xa thì rất là đẹp nha. Cái váy màu đỏ em mình đã tô xong, các bạn thấy chưa? Bây giờ em mình sẽ lựa màu nào đó để tô cái gì đó nha. À, thì ra là cái tay áo được tô màu xanh nước biển. Các bạn có nhận ra bạch tuyết không? Các bạn sẽ xem cho câu chuyện là bạn biết nhé. Tiếp theo là tô cái nơ màu cam. Cái nơ đẹp không? Cái nơ tùy theo mỗi bạn thích cái nơ màu, có vài bạn thì thích cái nơ màu hồng, màu trắng, màu vàng. Nhưng mình thích cái nơ màu cam nhé. Thấy đẹp không các bạn? Cái nơ trên đầu cũng là màu cam. Đây là cánh của bạch tuyết và bảy chú lùn. Còn cái tóc thì màu hồng. Các bạn định dạng nó cũng được nha, chứ không, mình không có ép buộc các bạn phải tô màu này. Cho
trong lúc em mình ăn tôm mình sẽ giới thiệu. Đây là cái nơ màu cam, còn đây là cái hai tay áo màu xanh nước biển. À, em mình tô chưa đều nhưng mà em mình ráng sẽ tô đều được nhé. Tiếp theo là em mình tô cánh tay. Cánh tay sẽ màu hồng vì bút màu mình không có màu da cho nên các bạn thông cảm nha. À, tôi giống mẹ. Để cái thời gian. Tiếp theo em mình sẽ tô cái mặt. Để mình quay rõ cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ em mình tô. À, tô cái cánh cửa sẽ màu vàng. Các bạn thấy đẹp không? Thì theo những người thích màu nào nhé. Các bạn ơi, nãy giờ các bạn thấy em mình tô nhanh không? À, rất là nhanh, nhưng hơi khéo léo một tí nhé. Để mình quay rõ cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Cái cửa màu vàng. Mình đã tô xong cánh cửa và bài tiếp theo là tô những bạn đang chơi xếp gỗ nhé. Đây, để mình giới thiệu, bạn gái thì đang cầm một gỗ cột búi tóc cao và bạn trai cũng đang xếp gỗ cùng với bạn gái. Bây giờ em mình sẽ tô hai cái này nha. Bạch Tuyết và Bạch Chú Lùm tô xong rồi, để mình quay cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp, nhìn từ xa thì rất là đẹp nha. Bây giờ em mình sẽ tô hai bạn đang chơi xếp gỗ nha. Cái này là xếp gỗ chứ không phải xếp hình nha các bạn. Cái loại gỗ tùy màu gì các bạn thích. Còn em mình sẽ tô màu xanh nước biển. Em mình đang lựa màu nha các bạn. Tô màu cũng phải lựa màu nha các bạn, chứ không là bức tranh mình càng ngày càng xấu đó. Cái gỗ thì màu đen, còn bạn gái cầm gỗ là màu xanh nước biển, còn bạn trai cầm hai gỗ là màu xanh lá cây với màu nâu đó. Các bạn thấy không? Để mình quay gần cho các bạn xem.
Em mình tôi cũng được được như các bạn. Em mình chẳng sang nước biển làm. Em mình sẽ tô hết cái dàn gỗ này màu xanh chứ lựa từng màu mất rất là nhiều thời gian. Hoàn thành xong bức tranh gỗ tiếp theo là tô hai bạn nam và hai bạn nữ, một bạn nam và một bạn nữ. Các bạn biết em mình đang cầm bút chì là bút chì không? À các bạn nhìn bức tranh là các bạn đã biết rồi, đó là màu xanh đậm. Mình đã hoàn thành xong cái mình của bạn nữ, giờ tiếp theo là cái đầu. À còn cái tay mình em mình chưa tô. Cái tóc cũng màu xanh. Bạn gái này là màu xanh vì em mặc bộ đồ nha, bộ đồ bộ màu xanh, còn cái mặt thì màu hồng nha các bạn.
Các bạn thấy đẹp không? Tiếp theo là cái mặt màu hồng. Mình nới rộng cái mặt màu đỏ nha. Các bạn thấy đẹp không? Trò chơi này là trò chơi rút gỗ nha các bạn, hồi nãy mình nói nhầm chứ không phải là xếp gỗ. Rút gỗ là mình rút từ trên xuống dưới, ai người đó thua sẽ bị phạt. Tiếp theo mình sẽ tô bạn nam. Bạn nam thì đôi giày màu đỏ, mỗi bạn có đặc điểm khác nhau. Em mình lấy màu xanh lá cây đậm để tô cái ống quần. Các bạn thấy đẹp không? Nếu đẹp thì bình luận comment bên dưới cho mình. Thắc mắc gì để mình hỏi nha. Để mình quay cho các bạn gần xem. Còn cái nữa em mình sẽ tô trong 5 phút nha. Các bạn thông cảm vì em mình tô hơi chậm nha. Các bạn thấy đều đẹp không? Sẽ tô cái mặt màu xanh lá cây. Tiếp theo là cái tóc màu gì các bạn cùng biết nha. Để mình quay cho các bạn cùng xem đó, các bạn thấy không? Tiếp theo là cái tóc màu vàng. Mình đã tô xong. Đây là Bạch Tuyết nhìn vào cánh cửa. Tóc thì màu hồng, cái nơ thì màu cam, còn đằng sau cái nơ là màu cam, cái váy thì màu đỏ, còn cái tay áo thì màu xanh nước biển. Cái tay thì màu hồng, cánh cửa thì màu vàng. Còn đây là những bạn đang xếp gỗ. Cái tóc thì màu xanh nước biển, cái bộ đồ thì màu xanh nước biển, cái mặt thì màu đỏ, còn cái gỗ thì màu xanh nước biển, cái xanh lá cây với màu đen. Còn tóc bạn nam màu vàng, nguyên mình màu xanh lá cây, cái đôi giày màu đỏ. Còn đây là bức tranh mình tô hồng chiều vì mình không có thì vì sáng mình còn dậy sớm, mình còn học online nữa. Các bạn thấy đẹp không? Đây là một nàng bạch tuyết đang ôm chú, đang nói chuyện với chú chim. Cái tóc thì màu đen, cái nơ thì màu hồng,
cái đằng sau của áo là màu cam, còn cái mình màu hồng, còn cái chú chim màu xanh nước biển, cái áo màu xanh, tay áo màu xanh lá cây, cái đằng sau rồi cái gì màu xanh nước biển, còn cái váy là màu đỏ. Các bạn thấy đẹp không? Nếu đẹp thì bình luận bên dưới cho mình nha. Còn đây là trong những công chúa này là trên cái đầu thì có một cái đám mây màu hồng, còn cái tóc màu đen với màu nâu, còn cái mình màu trắng, cái bao tay thì màu hồng màu xanh lá, còn cái này thì màu xanh lá cây đậm, với cái váy thì màu xanh lá cây đậm, còn cái áo thì màu xanh lá cây nhạt, còn hai cái bên hai để che vai là đi màu xanh nước biển. Các bạn thấy đẹp không? Đây là ba bức tranh. Bức tranh thứ nhất là em mình tôi, có bức tranh thứ hai là mình tôi, còn bức tranh thứ ba là em mình tôi hai bức tranh, còn mình tôi một bức tranh. Các bạn thấy đẹp không? Nhưng bức tranh này có một bức tranh sẽ đẹp, các bạn bình luận comment bên dưới cho mình để mình biết nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.